Hàng Thư cảm thấy mình là nữ tử sống không thú vị nhất trên đời này, xuất thân danh môn, sư tổng danh môn, con đường phía trước vừa nhìn đến cùng. Nhưng ở người bên ngoài xem ra nàng là đỉnh cao ly kinh phản đạo, khinh thường hoàng đế chướng mắt quyền thần, cổng trong nhà đi giả ngoại, có một ngày lại còn muốn điên đảo đạo lý thế gian này. Từng có người nói Lương Vĩ là Ngọc Quân Tử, cũng có người nói hắn có vẻ tu la, nhưng hắn chỉ muốn làm thành chuyện trong lòng mình, cầu một sinh cơ. Lúc hai người mới gặp, cô khóc tan cho người đàn ông khác, sau đó vài lần đối chọi gây gắt, cô tức giận anh cuồng vọng tự đại, anh cười cô hùng hổ dọa người, thì ra tri kỷ, luôn biết đâm chỗ nào đau nhất. Không có xuyên qua, nam nữ chủ cũng không rất hoàn mỹ, Phật hệ càng văn. Chương 1 Lòng lòng cung đình, quân tử bưng thà Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 02 Nàng có mau bệnh bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 03 Trước kia tất cả làm thổ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 04 Phóng ngựa bay đạo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 05 Ta nghĩ ở nhà hắn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 06 Tỉnh táo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Nhà ta quân tính chất làm thánh thoát. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Đệ bác chương đối chọi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Lan hơi thở Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Nghị hòa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.